Thoát luôn được. Okay. Alright, so let's start. Number. Huh? What number? Hold on, hold on, what number? Oh my god. Hold on 1 second, okay. Let's get... President Day was first observed as a celebration of the birthday of which two presidents? We know it already, right? The pin number is right here. 982-3951. All right, yes, Washington and Lincoln. Which president is the only president to have resigned from office? Cái chữ resign là từ chức nha mọi người. Resign. Nhìn cái hàng ông này là biết who this person is. Okay. Yong, yes, you're from Canada. You don't know. It's okay. I just guess, Yong. Dung chỉ mới transfer jail 200 đó nha. Okay. Rồi next one. That's good. Nixon. Who say Nixon? Who say Reagan? Reagan là nhìn đẹp hơn. Reagan là tại vì là tài tử mọi người. Này là Nixon nha mọi người ha. Nixon. Which president died on July 4th, 1826, the 50th anniversary of the Declaration of Independence? Not red nha mọi người, not red, tại hai ông đó là sớm lắm. Là hồi lúc mà president là hồi beginning of the American life luôn ạ. No. John Adams and Jefferson. Yes. Cái ngày July 4 là cái ngày Declaration of Independence đó, là ngày mà tuyên ngôn độc lập á mọi người ha. Thì hai ông tổng thống này chết ngay cái ngày đó, nhưng mà của những năm về sau, 50 năm sau ha, nhưng mà ngay cái ngày đó luôn. Miss Judy, did you get in? Which president died after only serving 1 month as president? Ông nào mới vô làm tổng thống có 1 tháng chết? You can guess. Some of the answer I don't even know either. Harrison, William Henry Harrison là cái ông hồi nãy, hình nãy nha mọi người ha. Ông Harrison, President Harrison. All right. Which president was assassinated? Assassinated là bị ám sát đó mọi người. Assassinated, 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 assassinated. Chắc chắn là có ông Lincoln rồi nha mọi người. Chắc chắn là có ông Lincoln rồi đó nha. Có ông Kennedy nữa, ông Kennedy đó. Yes, blue là right one. Mọi người nhớ ông Kennedy không? Ông làm được có 1-2 năm sau ông bị ám sát chết đó. Ông Kennedy là cái ông mà rất là đẹp trai. Đẹp lắm đẹp rồi. Nha, dạ, bà vợ cũng đẹp luôn. Dạ. First lady cũng đẹp luôn. Chết là nghe nói cả nước Mỹ khóc nhiều lắm đó, khóc ai cũng khóc. Ông hình như ông rất là hiền luôn á, phải không mọi người? Dạ. Dạ. Thì president, vợ của president gọi là first lady nha mọi người ha. First lady. President và first lady. Ha. Which president served as a president but was never elected president or vice president? Ông tổng thống nào là được làm việc như là một tổng thống nhưng không bao giờ được bầu là tổng thống hay phó tổng thống? Gerald Ford. Ông tổng thống Ford. Có ai thiếu không ta? Chị Dung hả? Quê chị Dung? Không có điểm nào đó, đúng rồi. Ồ, oh, dạ. Yeah. Ok, ok.
Yes, they... Okay, which man served the longest term as president? À, hôm bữa hồi nãy em có nói rồi đó mọi người nhớ. À, ông tổng thống nào? Nhà có hai ông Roosevelt luôn nha mọi người, có hai ông tên giống nhau luôn, cũng là hai tổng thống luôn nha. Nhưng mà một ông là hồi nãy em có nói đó, Dust Bowl đó, à, Franklin Roosevelt. Yes. Four terms ha. Chúng đừng cầm. Which president did not square his oath to office on a Bible? Tổng thống nào mà không thề, tất nhiên là trước khi mình làm tổng thống mình phải có một cái lời thề trong cái office của mình, dùng trên cái Bible, trên cái Bible là sách thánh á. Ông tổng thống nào? Franklin Pierce. Ok, thì thường đó mọi người, không biết mọi người có để ý không, khi mà mình đi thấy tổng thống mà cái ngày mà nhậm chức của ông tổng thống đó, thì thường là người ta sẽ để một cái Bible, là cái cuốn sách kinh thánh đó, rồi mình các ông tổng thống nó phải đặt tay lên nói chuyện gì đó. Hình như là em nhớ thường là cái người mà cầm cái cuốn Bible đó là vợ, hình như là vợ tổng thống cầm cái đó, rồi ông đứng ông thề là sẽ trung thành với nước Mỹ, đại khái vậy đó, something like that. Who was the only president to never marry? Ông tổng thống nào mà không bao giờ đám cưới hết? I don't know. Yeah. Nói chung là mình có thì gần 50 ông tổng thống, mọi người, 48, 9 gì, 8 ông rồi sao? Nhiều lắm. James Buchanan. James Buchanan. Yeah, yeah. Tại nhiều mấy cái ông này nhiều khi không có làm đánh dấu một cái sự kiện lịch sử gì hết, cho nên không biết. Which president has a PhD? Ông tổng thống nào mà có bằng tiến sĩ luôn, PhD? Một Blue, hồi đó giờ em nghe tên của ông một Blue. Yes, but not other. Phải tên tổng thống không? I'm not sure. Yeah, see? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Tại có những cái tử này em thấy không phải nghe tên quen như tổng thống, so that's why I'm guessing Blue is the right one. Woodrow Wilson. Who was the first president to reside in the White House? Cái chữ reside có nghĩa là ở đó, giống như mình locate, giống như mình stay in cái chỗ đó ha. Who was the first president to reside in the White House? Hình như em nhớ là cái thời của ông George Washington, he's the first president đó, thì lúc đó đó là hình như chưa có nhà trắng, chưa có cái White House ha. Yeah. Và cái thực sự cái White House đó hồi xưa nó không phải gọi là White House đâu mọi người, hồi xưa cái nhà đó nó là màu đen hay gì á, xong rồi nó bị cháy hay gì đó, xong người ta mới sơn lại màu trắng cho nên người ta mới gọi nó là White House. Next one. Who is the only president to serve two non-consecutive terms? Non-consecutive có nghĩa là hai cái term không dính liền với nhau. Có nghĩa là giống như mình hết nhiệm kỳ, xong mình nghỉ nhiệm kỳ, xong nhiệm kỳ tiếp theo, hay là lâu nữa mình mới tiếp tục mình làm tổng thống lại nữa đó. Non-consecutive term. Grover Cleveland. Đại chúng. Đại à, thí dụ như thường là nó có lợi thế là the advantage if you are already a president, right? The end of your term, you want to run another term. It's easy for people to vote for you, right? But it's non-consecutive term. It's like, you know, someone really love that person. Yeah, em nói thí dụ thôi nha. Bây giờ ông tổng thống Trump đi, hồi xưa ông làm một cái term trước rồi đúng không? Giờ tới ông Biden, right? Xong rồi bây giờ người ta không thích Biden nữa, mà bây giờ ông trong năm 2024 ông sẽ ra run một lần nữa, ông đậu nữa, thì có nghĩa là ông cũng serve two non-consecutive term. Ha. Next one. Who was the oldest elected president? Hả? Trai nè mọi người. Tài tử mọi người. Ông này giống như ông George Washington.
Georgia. Không ừ, phải nha, mà chắc Bush nha. Oh, vậy là Reagan. Reagan. Yeah, Ronald Reagan. Dạ, Ronald Reagan. Ông này là actor đó mọi người. Ông này là diễn viên á. Mà đó, I don't know somehow là Hy cũng được bầu làm tổng thống. Ok. Nhưng mà trong cái thời của ổng thì nói chung ổng cũng ok, không đến nổi. Dạ. Next one, who was the first president to be impeach có nghĩa là bị kêu người ta lật đổ ông như đó, như phải không biết chữ cái gì kêu đi miễn nhiệm hả cô? Phải miễn nhiệm rồi chị, cái chữ đó nó hay lắm ạ. Hôm bữa em có làm news, em dịch ra cái chữ tức nhiều tên nhiệm quên. Andrew impeach là cái là lúc mà ông Trump đó, ông Trump, ông luận tội. Yeah. Đó lúc mà ông tổng thống Trump ông lên làm president, ông cứ bị hai ba lần luôn, cứ bị quốc hội kêu ra phải luận tội ông ngoài vậy đó. Impeach. Yeah, impeach là luận tội. Yeah. Như là lúc mà ông làm thì cảm thấy ông có tội lỗi gì đó thì cứ đem ra luận tội để cho ông bị xuống chức luôn, ông không được làm tổng thống gì nữa đó. Dạ. Yeah. Next one. Who was the first president to appoint an African American to the Supreme Court? Tổng thống nào là tổng thống đầu tiên mà giống như là bầu cử những cái người da đen để vào trong tối cao pháp viện? Tổng thống nào? Look at his face. Who is this? You can eliminate the wrong answer. Eliminate the wrong answer. Biden, Johnson. Ông Kennedy đẹp trai lắm mọi người. Ông Kennedy đẹp trai lắm, không phải ông này. Ok? And this guy is not Bill Clinton. Có ai đây không biết Bill Clinton đâu mọi người? Chắc Bill Clinton. Mọi người phải biết George W. Bush đúng không? Yeah. Thì ông này không phải ông Bush. Ông này chỉ là Lyndon Johnson. Which president was so heavy he got stuck in his bathtub? Không tổng thống nào mà bự mà phải bị stuck ở bathtub luôn. Một luôn á. Don't listen to me, This is my idea, don't listen to me. Yeah, William Taft. William. Yeah, ông này bự ha mọi người ha. Rồi. Next one. Number 17. How many presidents of the United States have there been? À, có bao nhiêu tổng thống? Cái này là tới đời ông Trump thôi mọi người. Tới đời ông Trump thôi. Chưa tính ông Biden. How many president of the United States have there been? 45, yes. Ông Biden nữa là 46. Nó tính là cái người làm thôi nha mọi người, chứ nó không có tính là như một người làm bao lâu đâu nha, là có là bao nhiêu người thôi. Yeah. 18. Whose picture is on the penny? Cái đồng tiền một xu đó mọi người. Whose picture is on the penny? À, hình phong nè. Not Barack Obama. Abraham Lincoln, yes. Abraham Lincoln. Yep. 19. Whose face is not on Mount Rushmore? Mount Rushmore. Ai là cái mặt của ai không nằm trên cái túi này? À,
Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Ok, cho em coi, cho mọi người coi cái Mount Rushmore ha. Cái chỗ này cũng là một nơi we should check out. Check out nha mọi người. Một nơi này mình cũng nên check in chỗ này để mà biết. Cũng là một cái nơi rất là nổi tiếng ha. Mount Rushmore. Cái tên của cái núi đó hả cô? Dạ đúng rồi, nó gọi là Mount Rushmore. Thì gọi là mountain đó cô. Mount Rushmore. Mount Rushmore. Mount Rushmore. Dạ, yeah, Rushmore. Để em coi. South Dakota. Nó ở South Dakota nha mọi người nha. Nó ở South Dakota. Yep. Thì ở đây người ta là cái núi nhỏ thôi, xong mà người ta scarf mấy cái hình, mấy cái đục đẽo, mấy hình của mấy cái ông tổng thống mà như là có cái lịch sử mà gọi là contribution đó, cho nước nước Mỹ ha. Em coi cái Mount Rushmore for President. Thì ở trong đó có chắc chắn là có ông George Washington. Em nhớ vậy. Rồi có ông Abraham Lincoln nữa. But I'm not sure about the other two. Ok. George Washington, Thomas Jefferson. Jefferson. Yeah. Abraham Lincoln and Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, not Franklin Roosevelt. Yeah. Yeah. But they planning to have another face on it. Okay, no. Don't worry about that. Next one, let's go back to here. Which president have several career of opportunities such as modeling and career in the NFL? Đội bóng của nước Mỹ đó mọi người. À, vừa là model mà vừa chơi bóng nữa. Gerald Ford. Cái ông này hồi nãy nói là ổng serve như là president mà chưa bao giờ được bầu cử, ổng là tổng thống đúng không mọi người nhớ? Hồi nãy cái câu đó vậy phải không? Để em thử em tìm hiểu coi tại sao ha. Có thể là cái thời điểm đó là không chọn được ai làm tổng thống ha. Xong ổng ra, ổng serve như là tổng thống nhưng mà không bao giờ được dân bầu cử hay sao ta? Ok, I will search more about that. I will get back to you on Monday. Number 21. Who was shortest president standing 5 feet 4 and weighed only 100 pounds? Tổng thống thấp nhất chỉ có 4 feet 4 thôi. No sorry, 5 feet 4 thôi. Nên có nặng có 100 pounds thôi. Five foot là 1m63 người. 5 foot là có 1m63 thôi. And 100 pound là mới có 4 mấy ký. Okay. Who's that? James Madison. James Madison. Yep, James Madison. Cái ông này là thời hơi trước trước, như là ông George Washington, rồi tới John Adams, rồi tới một hai ông nữa là tới ông này nè. Đó. Cho nên cái thời xưa chắc không có ăn uống đầy đủ. Bây giờ mọi người thấy không? Everyone is tall. Ở Mỹ thì ở xanh ở Mỹ là cao to. Chị Jenny, how I'm curious about how tall is your kid? My kid, my oldest one, did a medium size, and my youngest one really tall and I overweight a little bit. Okay, but the first one, how tall is he? He maybe. Let me see. He taller than my husband. Chắc cỡ 1 mét, chắc chỉ 1m68 hoặc 1m70 là không. Yeah, so it's like 5'7" đó chị. 1m7 là 5'7" đó. Vậy cũng là it's average đúng không? Không có thấp đâu. 1m7 là đối với con trai Việt Nam là đủ tiêu chuẩn để làm tiếp viên không? Đó. Còn nếu mà còn nhỏ, how about the youngest one?
My youngest one now 5 feet. He's just 11. Ah, okay. So yeah, he can talk in his class. Yeah, yeah, okay. Tại vì hai đứa em chồng của em á là nó đẻ này nè, nó cao tới 6 feet lận mọi người, mà nó chỉ uống sữa thôi, thay vì nó uống nước nó chỉ uống sữa thôi. They drink milk only, no water. Ờ, vậy đó. Mà ba mẹ của nó rất là lùn, nhưng mà nó rất là cao đó. So, it's about the nutrition, ha, dinh dưỡng, dinh dưỡng mọi người. My little boy, he just drink milk only. John Tyler has more children than any other president with how many kids? Ông này ông có nhiều con nhất trong tất cả các president nha mọi người. Cái này bấm đại thôi không biết được rồi. Con. 15 is the right one. Yeah, 15 is the right one. I wonder like how many wives does he have? À, chụp đứa con. I wonder like how many wives does he have? 15 đứa con mà chẳng lấy một vợ đẻ hả ta? Đó, ở đây có người vợ hay nhiều người không? Không biết, để con coi. Nhiều có nhiều vợ sao mà đẻ con nhiều chứ? Tức là mấy đứa hả? Nhiều quá. Only one wife. Wow. Mà cái bà này bà chết sớm lắm nha mọi người. 1813 to 1843 là bà mới có 29 tuổi mà chết hả? Trời ơi, không lẽ mà đẻ dữ vậy? Đẹp quá đẹp vậy cô hả? Bà này chắc đẹp ấy. No, hold on, để em coi. Oh, ông có hai vợ lận, hai vợ lận ha, hai vợ mọi người ơi, hai vợ. Do gì đẻ mới có kẻ bằng, mới đẻ dữ. Okay. Ông President John Tyler này, when he was 54 years old, he become a widower. Là năm 4 tuổi ông chết vợ. Ông married to a woman 21 years old named Julia in 1844. Let me see. Thì lúc cái bà này, ông lấy bà này xong, bà là người gọi là vợ tổng thống mà trẻ nhất trong lịch sử. Trong lịch sử mới có 21 tuổi là được làm vợ tổng thống à. Hình như ông ở với cái bà này là được hình như bà trước là 7 đứa con đó mọi người. Vậy bà này sinh tới 8 đứa con luôn hả? Okay, yeah. Tyler first wife có 8 đứa con ha. And then she died. And then cái bà Julia này có 7 children together. Total he have 15. Wow. Fertilized dữ à. Bà này bà cũng fertile dữ lắm. Ok, thì tính ra cái bà này là bao nhiêu tuổi? 29 tuổi mọi người, mà đẻ tới 7 đứa con là ghê không? 8 đứa luôn, 8 đứa chứ. Wow. Ba chân dài đó. Có thể là sinh đôi đúng không? Cũng có thể sinh đôi vậy. Wow, ok. Yeah. Hồi xưa cũng đẻ dữ. No, mọi người nói chứ Mỹ không đẻ, Mỹ đâu, hồi xưa nó đẻ dữ lắm á mọi người, nếu như Việt Nam mình luôn á. Có nhiều gia đình cũng có mười mấy đứa con này nọ, tại vì hồi xưa nó là plantation đó mọi người, như là làm nông trại này nọ đó. Thì đời ông bà ngoại rồi. Thì đời ông bà ngoại luôn rồi, không đẻ cỡ đó là đúng rồi. Dạ, yeah. Mỹ nó, cho nên mọi người thấy dân số Mỹ nó cũng đông chứ bộ. Yeah. Alright, let's see who is the winner. Cũng lết lết luôn. Alright, number 3, cô nghe hả? Yeah, cheer for the woman who studied U.S. history to pass the citizenship test. Tôi giờ vẫn còn nhớ. Okay, Jenny number one, V number two, sai quá chị. Nhung number five, Miss Jenny. Chắc là sai quá sai. Lấy lại danh dự. Okay, all right. So today we learn a little bit about the president. Maybe next Wednesday we will do another trivia about the president. Ha. Có một cái nữa trivia nữa, nó about 50 questions. Okay, so we will learn more about it. Okay, and then I want you to share with me on Wednesday. Who is your favorite president? Yeah. Okay. So Wednesday, mọi người cho em biết cái người president nào mọi người thích nhất. Tại sao? Why? Okay?
and we will play another trivia on the president. Ha. Sẽ chơi trong cái trivia khoảng 50 câu về tổng thống nữa. Ha. So we get to know more. All right. Any questions for me today? Thank you. Thank you, Kuya. Bye. Take care, everyone. Good night, and we'll see you on Wednesday. Yeah, see you, Kuya. Good night, everyone. Good night.